xin chào tất cả anh em đến với video tiếp theo của mình. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng không nào? Thì hôm nay mình lại đem đến cho anh em một tựa game Play to Earn miễn phí để chơi, miễn phí để kiếm tiền, cực kỳ hay và rất là nhàn rỗi. Cụ thể tựa game ngày hôm nay là tựa game nào, cách chơi và cách kiếm những cái đồng USDC ở trong tựa game này ra sao? Thì trước khi vào đến nội dung chính ở trong video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Và dự án ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và hướng dẫn anh em tham gia có tên là One World Nation. Link dự án thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tìm hiểu thêm về dự án. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu trong dự án này. Sau đó thì mình sẽ trực tiếp đi vào hướng dẫn anh em tham gia và kiếm những cái đồng USDC ở trong dự án này nha. Ok, trước khi đến với phần nội dung chính là mình sẽ đi vào hướng dẫn anh em chơi game và kiếm được cái đồng USDC ở trong dự án ngày hôm nay, thì mình cũng xin chia sẻ trước đến anh em cách chơi cũng như là cách để anh em tham gia vào trong dự án game này. Đầu tiên thì tựa game ngày hôm nay hiện tại có thể chơi được ở trên hai nền tảng, đó là trên nền tảng web và trên nền tảng Android. Link tải Android thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tải xuống nha. Và câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để tham gia vào trong tựa game ngày hôm nay? Thì khi mà anh em tham gia vào trong tựa game ngày hôm nay, anh em sẽ cần có một đội hình tướng ở trong dự án. Và đội hình này bao gồm 5 con tướng đại diện cho những cái đồng coin, những cái đồng token khác nhau. Cụ thể một chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em và chia sẻ với anh em nhiều hơn. Và những con tướng này anh em có được bằng cách nào thì mình cũng xin chia sẻ ngắn gọn đến anh em là sẽ có 3 cách để có được những con tướng ở trong tựa game ngày hôm nay. Cách thứ nhất hoàn toàn miễn phí, đó là anh em đi mượn của những người chơi khác. Tất nhiên đối với cách này anh em sẽ phải chia sẻ phần trăm lợi nhuận của con tướng đó đối với người cho vay. Ví dụ người cho vay sẽ chia sẻ cho anh em là 50% lợi nhuận của con tướng đó, thì nếu như con tướng anh em tạo ra độ khoảng 10 đô thì em sẽ nhận được 5 đô và người cho vay nhận được 5 đô. Đó là ví dụ. Cách thứ hai là anh em mua trực tiếp ở trên chợ. Cách này thì một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em. Và cách cuối cùng là anh em mua theo kiểu là mua trả góp anh em ạ. Anh em chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là nhỏ để sở hữu con tướng, và sau đó anh em cho những con tướng đó đi chinh chiến, đi tham gia vào những đấu trường và thu về lợi nhuận. Hệ thống của tựa game ngày hôm nay sẽ tự động trừ tiền của anh em đến khi nào mà anh em hoàn trả hết toàn bộ số tiền gốc của con tướng, thì lúc đó anh em mới chính thức sở hữu con tướng và anh em sẽ có được 100% lợi nhuận từ con tướng mà anh em đã mua. Đó là 3 cách để có được con tướng ở trong tựa game ngày hôm nay. Và sau khi mà anh em có được 5 con tướng rồi, anh em sẽ bắt đầu tạo cho những con tướng của anh em một cái team. Và cái team này sẽ có bao gồm cả hậu vệ và người phòng thủ. Một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ đến em nhiều hơn. Và những con tướng này sẽ có những cái độ hiếm khác nhau. Tướng càng hiếm thì có thể tham gia vào đấu trường càng cao cấp. Và đấu trường càng cao cấp thì phần thưởng càng nhiều. Anh em tạm hiểu như vậy nha. Và tiếp theo là phần thưởng ở trong tựa game ngày hôm nay. Thì phần thưởng sẽ phụ thuộc vào cái vị trí của anh em ở trên bảng xếp hạng. Vị trí của anh em ở trên bảng xếp hạng càng cao thì phần thưởng anh em nhận được càng nhiều. Một chút nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái vấn đề này nha. Và có một cái phần cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó là nếu như anh em sở hữu 2 con tướng trở lên thì hoàn toàn có thể cho nó đi giao phối để tạo ra một hệ tướng mới. Và con tướng mới này anh em hoàn toàn có thể cho nó vào đội hình, hoặc là có thể là cho lên chợ để bán, hoặc là cho người khác đi mượn nha. Ok, vậy thì câu hỏi cuối cùng mà mình nghĩ anh em nào cũng đang thắc mắc và tò mò, đó là cách chơi thì chơi như thế nào? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ cùng với anh em chuyển sang phần tiếp theo, là hướng dẫn anh em tham gia chơi game và hướng dẫn anh em kiếm được phần thưởng ở trong tựa game ngày hôm nay nha. Ok, đầu tiên để tham gia được vào trong tựa game ngày hôm nay, chúng ta cần đăng ký được một cái tài khoản. Thì ở đây anh em hoàn toàn có thể chơi được ở trên bản web hoặc là chơi bản Android. Link tải Android thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em đăng ký tài khoản và tham gia dự án nha. Thì cũng đơn giản thôi, nếu như anh em sử dụng bản web, anh em bấm vào giúp mình phần Play Now. Ở đây sẽ có phần bắt đầu, là anh em bấm vào nhé. Và cho dù anh em sử dụng bản mobile hay là bản web, anh em đều có hai cách để đăng nhập. Đăng nhập bằng tài khoản Google, đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google nhé. Ok, sau khi mà anh em vào được trong giao diện chính như thế này rồi, thì câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta kiếm tiền thì kiếm như thế nào? Như vừa nãy mình đã chia sẻ với anh em là có cách kiếm tiền miễn phí và cách để kiếm tiền với dạng đầu tư. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến từng cách một nha. Và theo như anh em thấy ở đây sẽ có 1 này, 2, 3, 4, 5 mục. Đầu tiên là cái mục chợ nha. Mục chợ thì ở trong cái mục chợ này anh em hoàn toàn có thể thuê một con tướng hoặc là mua một con tướng với những cái đồng khác nhau. Ví dụ đây là con tướng đại diện cho cái đồng BNB này, đó. Và đây là cái biểu đồ giá của đồng BNB. Một chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi. Và con tướng này là một con tướng Epic nha.
Và đến cái phần mua tướng hoặc là thuê tướng này thì mình lại có một cái lưu ý muốn lưu ý đến anh em. Đó là anh em phải mua hoặc thuê con tướng cùng một độ hiếm. Ví dụ anh em đã mua một con tướng epic rồi thì anh em phải thuê những con tướng epic thì nó mới ở chung được với nhau được. Còn nếu như anh em đã mua những con tướng common rồi thì anh em phải thuê những con tướng common thì mới tạo được một thành một team. Ok, nếu như anh em có 5 con tướng nhưng mà trong đó có một con tướng epic thì anh em chỉ có thể xếp được 4 con tướng common còn lại vào chung một đội, từ đó thì em sẽ thiếu một con tướng nha. Ok, lưu ý đấy anh em là một điều duy nhất như vậy ở trong phần mua tướng hoặc là thuê tướng. Đó là anh em phải thuê hoặc mua cùng một đội hiếm. Ví dụ anh em có common thì anh em thuê 5 con common cùng một lúc. Không thể nào anh em thuê một con common sau đó anh em chuyển sang thuê một con epic được. Đó, nó phải cùng một đội hiếm thì mới có thể trùng một team và cùng một giải đấu được. Ok, đó là cái lưu ý quan trọng mà mình muốn chia sẻ đấy anh em. Thì để thuê được những con tướng này, anh em chỉ cần bấm vào đây để thuê. Đó, khi mà anh em bấm vào cái mục thuê, những con tướng mà anh em thuê sẽ gửi trực tiếp đến cái ví của anh em. Hoặc là nếu như anh em muốn mua thì sao? Anh em sẽ phải dùng cái đồng USDC ở trên mạng Polygon để mua nha. Ok, anh em vào đây. Đó, anh em hoàn toàn có thể mua bằng đồng USDC ở trên mạng Polygon với những con tướng này có giá là 29 đô này. Đó, tương tự. Còn nếu như anh em muốn thuê thì bấm vào cái mục màu vàng này. Lưu ý là anh em phải thuê hoặc mua cùng một đội hiếm thì vẫn có thể xếp cùng một team và tham gia cùng một giải đấu nha. Sau khi mà anh em đã mua hoặc thuê rồi thì anh em vào giúp mình cái phần này. Đó, Go to Wallet để kiểm tra những con tướng mà anh em đã mua hoặc là đã thuê. Đối với những con tướng mà anh em đã mua trực tiếp thì hoàn toàn có thể cho thuê lại bằng cái nút này và bán lại ở cái mục này. Đây nha, mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho anh em xem. Đó, anh em hoàn toàn có thể cho vay này. Đó, cho vay và bán. Nếu như em không muốn cho vay nữa thì ở đây sẽ hiện lên cho anh em một cái mục xoay xoay để cho em thu hồi cái con tướng mà em đã cho vay lại. Ok, và đó là tất cả những gì ở trong phần mua và thuê những con tướng ở trong dự án ngày hôm nay. Bây giờ câu hỏi đặt ra là khi mà anh em đã có 5 con tướng cùng một độ hiếm rồi thì anh em chơi thì chơi như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chơi nha. Đầu tiên anh em truy cập giúp mình vào cái phần Crypto Fantasy ở đây. Ngay cả khi anh em sử dụng bản mobile thì cũng làm tương tự nha. Ở trong mục này sẽ có những cái phần thưởng, sẽ có những cái giải đấu để cho anh em tham gia. Và cái phần Crypto Fantasy này cũng là cái phần đầu tiên để anh em có thể kiếm được thu nhập. Vậy đi kiếm được thu nhập ở trong phần này thì kiếm như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Đầu tiên là cách chơi. Thì anh em cần ít nhất 5 con tướng cùng độ hiếm để tạo thành một team. Và cách chơi thì chơi như thế nào? Anh em phải chọn 4 loại tiền điện tử, hay nói cách khác là chọn 4 con tướng đại diện cho 4 loại tiền điện tử mà anh em cảm thấy sẽ tăng giá trong suốt khoảng thời gian diễn ra trò chơi. Việc tiếp theo là anh em cần chọn một con tướng còn lại mà anh em cảm thấy sẽ giảm giá trong suốt khoảng thời gian diễn ra trò chơi và biến nó thành hậu vệ để bảo vệ những cái giá trị, bảo vệ những phần thưởng mà anh em nhận được. Đó là sơ qua cái cách để chơi cái tựa game này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em này. Trong cái phần Crypto Fantasy hiện tại đang có 2 trò chơi đang diễn ra. Trò chơi thứ nhất bắt đầu vào lúc 11:30 tối theo giờ UTC và anh em sẽ có 6 tiếng nữa để có thể tạo thành một nhóm. Ok, sau khi hết 6 tiếng này thì trò chơi bắt đầu, anh em không thể tham gia nữa. Đó là ngắn gọn cách hiểu ở trong cái trò chơi này. Và trò chơi thứ hai cũng sẽ bắt đầu vào lúc 11:30 tối và anh em vẫn sẽ có là 6 tiếng nữa để tạo team. Khi mà hết 6 tiếng này thì anh em không thể tạo team và tham gia trò chơi được nữa. Tổng giải thưởng là 517 đô. Tổng giải thưởng của cái trò chơi 1 là 1023 đô cộng với 20 cái đồng token LFG. Thì cái đồng token LFG này dùng để làm gì? Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em. Cái đồng token LFG này dùng để làm phí cho anh em phối với những con tướng với nhau ấy. Ví dụ nha, anh em vào giúp mình cái phần này. Anh em hoàn toàn có thể phối hai con tướng vào với nhau tạo ra một thế hệ mới. Và phí đúc ở đây sẽ là cái đồng LFG nha. Ví dụ mình muốn phối hai con tướng này ra một cái thể loại tướng mới, mình sẽ mất là hai cái đồng LFG. Đó là chức năng của đồng LFG. Quay trở lại với cả cái phần Crypto Fantasy, bây giờ mình sẽ tạo một cái team ở trong cái trò chơi thứ hai với chi phí tạo team là 1 USDC nhé. Chi phí tạo team ở cái game 1 là 2 USDC. Hiện tại ở cái trò chơi 1 đang có 140 team đang tham gia. Trò chơi 2 là 143 team đang tham gia rồi anh em ạ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là giải thưởng ở trong cái trò chơi này tính như thế nào? Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em nha. Anh em bấm vào này. Nó sẽ hiện lên cho anh em cái mức danh và giải thưởng của mỗi danh. Ví dụ anh em đạt danh 1, anh em nhận được là 200 cái đồng USDC và 6 cái đồng LFG. Danh 2 là 140 đô cộng với 4 LFG. Danh 3 là 98 đô này cộng với 3 cái đồng LFG. Danh 4 đến danh 10 là 14 đô cộng với 1 đồng LFG. Ở trong cái trò chơi 1 này sẽ tính đến cái danh là 250. Và nếu như anh em đạt cái danh 250, anh em sẽ nhận được 2 đô
Ok, hiện tại chỉ có 140 team là đang tham gia trò chơi thôi, nên là cơ hội nhận được thưởng của anh em cũng khá cao đấy. Tiếp theo là trò chơi thứ hai, tổng giải thưởng là 517 đô. Danh 1 sẽ nhận được 100 đô, danh 2 là 70 đô, danh 3 là 49 đô, danh 4 đến danh 10 là 7 đô, tương đương đến danh 250 sẽ nhận được 1 đô. Ok, đó là tất cả những cái giải thưởng ở trong cái dự án ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ mình sẽ tạo một cái nhóm ở trong cái trò chơi 1 nha. Anh em bấm vào tạo nhóm 1 này. Tiếp theo nó sẽ hiện lên cho anh em những con nhân vật mà anh em đã mua hoặc là đã thuê. Ok, đến đây thì mình xin nhắc lại cho anh em một cái lưu ý rất là quan trọng. Đó là tất cả những con tướng ở đây phải cùng một đội hiếm thì mới có thể sắp chung được một team nha. Ok, và mình khuyên anh em là nên chọn những con nào có tỷ lệ bonus cao ấy. Ví dụ con này là bonus 2,5% phần thưởng này. Con này là 3%, mình sẽ thêm con này nhé. 3,5% này, 4% này và 3,5%. Sau khi mà anh em chọn được một cái đội hình như thế này rồi, anh em bấm vào mục trắng nhé. Tiếp theo đến cái mục này lại có hai cái phần mà mình muốn anh em lưu ý đến, đó là phần hậu vệ và phần phòng thủ. Con nào chọn làm phòng thủ và con nào chọn làm hậu vệ thì anh em phải hiểu như sau. Đồng coin nào mà đang có giá ổn định, ít dao động hoặc là đang có nến xanh thì anh em chọn nó là con phòng thủ. Và con nào có giá biến động dữ dội hoặc là đang có nến đỏ thì anh em chọn nó là con hậu vệ nhé. Và đó là cách chơi cơ bản ở trong cái tựa game này. Tất nhiên là khi mà có cách chơi cơ bản rồi, anh em hoàn toàn có thể biến hóa nó thành cách chơi của anh em được. Ok, thì đối với cả cái con XRP này, mình thấy giá của nó đang rất là dữ dội. Anh em quay trở lại nhé. Anh em xem con XRP này, thì giá của đồng XRP này hiện tại đang là nến đỏ. Giá đã giảm 1,49% trong vòng 24 tiếng và tăng 0,3% trong vòng 8 tiếng, giảm 0,03% trong vòng 1 tiếng. Thì mình sẽ chọn con này là con hậu vệ nha. Bởi vì thứ nhất là giá đang giảm, thứ hai là đang có nến đỏ. Đó là hai điều kiện để anh em chọn nó là hậu vệ hay là phòng thủ. Đây là kiến thức cơ bản mà mình đã xem được ở trong phần sách trắng thôi. Anh em hoàn toàn có thể biến hóa nó thành cách chơi của anh em nha. XRP sẽ là con hậu vệ nha. Đầu XRP có tỷ lệ bonus là 3,5%, 4% này, mình sẽ chọn nó là cái con hậu vệ. Ok, tiếp theo là anh em chọn một con phòng thủ. Thì con phòng thủ lấy con nào mà có giá biến động ít này, hay là cái khác đã đang có nến xanh. Bây giờ mình sẽ xem con nào đang có giá biến động ít thì mình sẽ chọn nó là con hậu vệ. Mình sẽ chọn con BNB là con phòng thủ. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc tạo team của mình rồi. Tiếp theo là anh em bấm Enter. Thì đối với anh em nào mà mới tạo tài khoản, mới tham gia vào trong cái trò chơi này sẽ nhận được 10 lần chơi miễn phí, 10 lần tạo team miễn phí nha. Ok, tiếp theo là anh em bấm vào Enter này. Như vậy là mình đã tạo team thành công. Và việc còn lại của anh em là chờ đợi đến khi nào cái tựa game này nó bắt đầu thì anh em mới có thể biết được cái vị trí của anh em ở trên bảng xếp hạng là bao nhiêu. Và lưu ý là cái vị trí của anh em ở trên bảng xếp hạng sẽ thay đổi liên tục tùy theo cái đồng coin và những cái đồng token anh em đã chọn nhé. Khi mà hết thời gian diễn ra sự kiện, nếu như anh em nằm trong bảng xếp hạng, anh em sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng. Đó là cách chơi ở trong phần Crypto Fantasy. Và ở trong phần Crypto Fantasy này lại có một cái phần nữa để cho anh em kiếm được thêm thu nhập. Đó là cái phần vé may mắn, rút vé may mắn ấy. Khi mà anh em tham gia vào trong bất kỳ trò chơi nào của cái phần Crypto Fantasy, anh em kể cả anh em thua cuộc hay là thắng cuộc thì người chơi đều nhận được cái vé xổ số. Ok, thì cái vé xổ số này anh em bấm vào giúp mình cái phần bên này nha. Đây cái phần này. Cái vé xổ số này là để anh em rút thăm may mắn. Nếu như anh em là người trúng thưởng, anh em có thể nhận được tổng giải thưởng lên đến là 1.250 đô. Đó, tất cả những giải thưởng ở đây. Còn rất nhiều những giải thưởng khác nhau, ví dụ như là 0,3 đô hay là 0,05 đô, anh em hoàn toàn có thể tham gia và tham khảo ở trong mục này nha. Ok, và có một câu hỏi nữa là khi mà anh em có thu nhập rồi, có tiền rồi thì anh em rút thì rút như thế nào? Anh em vào giúp mình cái phần này. Sẽ có cái phần Go to Wallet, anh em bấm vào. Sau khi mà anh em vào được trong cái phần Go to Wallet rồi thì ở đây sẽ có cái phần rút tiền cho anh em. Đó nha. Tiếp theo là anh em connect cái ví MetaMask của anh em vào đây. Và sau đó anh em nhập số lượng mà anh em muốn rút. Tiếp theo là anh em bấm vào rút là tất cả những cái đồng USDC sẽ về trong cái ví của anh em. Và việc của anh em là hoàn toàn có thể đem bán ở trên những sàn hoặc là bán trực tiếp cho mình. Mình sẽ mua trực tiếp cái đồng USDC cho anh em. Và đó là toàn bộ những nội dung ở trong cái dự án ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với anh em. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất là hay và hấp dẫn. Nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Và nếu như anh em còn có bất kỳ cái phần nào không hiểu về dự án game ngày hôm nay thì có thể liên hệ với mình qua hai cách. Đó là qua trang fanpage, link trang fanpage mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em liên hệ. Cách thứ hai là qua Telegram của mình, link Telegram thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em liên hệ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.